Những tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế xã hội còn nhiều điểm tối, khi quý 1 GDP tăng chỉ 3,32%, giải ngân vốn đầu tư công chậm, 1 triệu tỷ đồng vẫn đóng băng trong ngân hàng. Tình trạng lao động không có việc làm, chưa kể nghịch lý ở một số nơi, nhiều cán bộ có năng lực xin rời khỏi cơ quan nhà nước. Quan trọng hơn cả là căn bệnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đã lây lan tới các bộ ngành, địa phương, thậm chí cả khu vực tư. Đây là những khó khăn được các đại biểu quốc hội bàn thảo sôi nổi tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Vấn đề là làm sao là nhanh chóng tháo gỡ được những nút thắt về cơ chế, chính sách pháp luật để đất nước đạt được những mục tiêu mà Đại hội vì ba của đảng đã đề ra và thể chế hóa các quy định của đảng để cán bộ được an tâm làm việc, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước trong phát triển kinh tế xã hội. khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và đáng trân trọng. Khi GDP tăng hơn 8%, vượt mục tiêu đề ra 6 đến 6,5%. Tuy nhiên, quý 1 2023, GDP chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ 2022. Một số địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm có tốc độ tăng GRDP ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước. Đó là Bình Dương tăng 1,15%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,7%, Quảng Ngãi giảm 1,07%, Vĩnh Phúc giảm 2,47%, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 4,75%, Quảng Nam giảm 10,88%, Bắc Ninh giảm 11,85%. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước có xu hướng giảm đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp không đạt yêu cầu đề ra. Đây là vấn đề cũng được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Để mạnh giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%, đồng thời chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư và khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, bãi đổ thải vân vân, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Giải ngân vốn đầu tư công là mục tiêu quan trọng của chính phủ để khơi thông được nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và để đạt được mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán khó. Nhưng dù khó đến mấy cũng phải thực hiện. Bởi nếu không giải quyết được điểm nghẽn này, sẽ dẫn đến lãng phí cơ hội phát triển của đất nước. Vấn đề đặt ra lúc này, phải giải quyết nhanh nghịch lý, có tiền mà không tiêu được. Khoảng 1 triệu tỷ đồng dành cho đầu tư công vẫn nằm im trong ngân hàng mà chưa thể giải ngân. Đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, quốc gia đang còn rất là khó khăn luôn thiếu vốn cho đầu tư phát triển nhưng lại phải đối mặt với một cái, cái nghịch lý là tiền có sẵn không không tối mà lại không tiêu được đây cũng chính là cái cục máu đông gây tắc nghẽn cái dòng tiền trong cái nền kinh tế khi mà tiền thuế tiền phí của doanh nghiệp và người dân à, nộp về kho bạc nhà nước thì lại nằm đắp chiếu chủ yếu ở cái ngân hàng nhà nước đã không quay trở lại được cái nền kinh tế do cái tắc nghẽn có cái phần của cái giải ngân vốn đầu tư công Thế thì gọi là cái vướng ở cái khâu chuẩn bị đầu tư nó rất là vướng. Khi mà gọi là chúng ta phê duyệt được dự án thì lúc đấy mình mới tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Mà muốn đền bù giải phóng mặt bằng thì nó phải trích lực, lực cái sử dụng đất. Nó phải gói thống kê khối lượng, phải tính phương án vân vân và vân vân, chi trả giải quyết khiếu nại thì rõ ràng nó sẽ kéo dài. Tức là cái khâu chuẩn bị đầu tư nó kéo quá dài thì vốn phải chờ công trình, mà vốn chờ công trình rõ ràng nói là không không là là không là nó là cục máu đông thôi. Đề nghị chính phủ chỉ đạo thực hiện ngay việc ra soát làm rõ nguyên nhân, từ đó triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm thời gian qua. Tôi thấy trong 4 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,66% kế hoạch là thấp. Đây là áp lực lớn của việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Một lãng phí khác được nhiều đại biểu nêu là lãng phí trong cải cách hành chính. Mặc dù thủ tướng chính phủ, các thành viên chính phủ đã rất quyết liệt thực hiện nhiệm vụ hơn cả mong đợi, song kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa được như mong muốn. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp VCCI cho thấy, 20% các địa phương đình trệ trong giải quyết công việc. Các sở ngành có xu hướng không làm gì trong năm 2022. Điển hình là câu chuyện Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cho biết, năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh hỏi Bộ 584 văn bản và Bộ đã trả lời 604 văn bản. Bình quân một ngày, thành phố Hồ Chí Minh hỏi 2 văn bản, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời 2 văn bản. Chính việc xin ý kiến như nói trên, tác động rất lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh. Trong năm 2022, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 143.000, bình quân một ngày có khoảng 400 doanh nghiệp rút khỏi thị trường riêng quý 1 2023, lần đầu tiên trong lịch sử, số doanh nghiệp đóng cửa đã vượt số doanh nghiệp đăng ký mới. Và chính quyền nhà, và nhà quản lý thì cần thể hiện cái thái độ phục sự doanh nghiệp, chủ động, thực tâm, thực lòng đến với doanh nghiệp để gỡ khó. Những việc cần làm gì để hệ thống doanh nghiệp phát triển thì nên làm ngay, quyết định ngay, bớt các cái khâu xin ý kiến trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, các bộ ngành và đến khi giải quyết được thì doanh nghiệp thì đã gần đất xa trời. 60.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường và chỉ có 57.000 doanh nghiệp được thành lập mới thôi. Đây là một cái tình trạng rất báo động, à, cái hậu quả của cái việc là chúng ta cải cách hành chính chưa thành công. Và à, cái lớn nhất trên hết à, tôi muốn phát biểu, đấy là chúng ta cũng đang lãng phí cái niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền trong giải quyết công việc để phục vụ nhân dân. Chính những lãng phí trong cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là không thể cân đo đong đếm được bởi vấn đề quan trọng là chúng ta chưa có kế sách để có một cơ chế lương cho cán bộ đủ sống hệ quả này đã lan sang một số bộ ngành địa phương khi hàng ngàn y bác sĩ rời ngành y thì mới đây đến lượt một số địa phương báo cáo bộ nội vụ nhiều cán bộ xin thôi việc đáng chú ý là ở đó đa số là những người trẻ có năng lực trình độ có kinh nghiệm công tác như ở tỉnh quảng ninh thì con số này có xu hướng gia tăng những hạn chế trong cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm, thu nhập tốt cho cán bộ, người lao động là những khó khăn chúng ta luôn phải đối mặt ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Nhưng khó khăn nhất và nguy hiểm hơn cả đó là căn bệnh né tránh, sợ trách nhiệm, sợ làm dẫn đến sai của một bộ phận cán bộ công chức viên chức đã khiến nhiều đại biểu quốc hội lo lắng và đề nghị phải sớm có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng này. Chính căn bệnh này mới là nguyên nhân quan trọng nhất cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề đặt ra là tại sao từ trước đến nay không xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm mà đến nay mới xuất hiện. Không những thế, nó còn lan rộng từ trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư. Ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này, ưu tiên thay thế những cán bộ ấy bằng những cán bộ có đủ tâm huyết và trách nhiệm, vì chúng ta không thiếu những cán bộ tốt giống như trong bóng đá khi huấn luyện viên trưởng vì sự phát triển của cả đội bóng và vì màu cờ sắc áo họ sẵn sàng thay người khi quan sát thấy cầu thủ của mình thi đấu kém hiệu quả. Tôi xin tranh luận với đại biểu Tuấn Trà Vinh. Trong thực tế hiện nay trong không ít các việc lớn việc nhỏ nếu quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn để đem đến hiệu quả cho dân cho nước thì phải vi phạm không nhiều thì ít các quy định hiện hành hoặc pháp luật của nhà nước. Do vậy những người thấy làm sai quy định sai luật dù vì lợi ích chung mà không biết sợ thì có lẽ là điếc không sợ súng hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Cũng vì vậy mà việc bảo vệ người dám nghĩ dám làm có vẻ bất khả thi. Đại biểu tuấn thì có nói mới có gần đây, tôi thì tôi thấy rằng cái này này, cái hiện tượng né tránh trách nhiệm này nó có từ lâu rồi. Dường như gần đây thì có vẻ nó phức tạp hơn. Tức là lại có một cái bộ phận là do cái năng lực nó hạn chế, năng lực trình độ hạn chế những cái việc nắm bắt các quy định của pháp luật đấy là cũng hạn chế, cho nên làm cái gì cũng sợ sai, nên nó không dám làm, mà không dám làm như vậy thì 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 hoặc là né tránh hoặc đùn đẩy cho nên cái hiện tượng này thì người dân ta vẫn hay nói đấy là cái, cái, cái đối tượng mà sáng cấp ô đi mà tối cấp ô về tôi xin trao đổi với lại đại biểu Tuấn ở trà Vinh này đại biểu hậu của tây ninh và đại biểu tô văn tám thế bây giờ ta bắt thế nào cho nó đúng bệnh khi mà trao đổi với lại cơ sở cán bộ anh em tâm sự báo cáo mấy các anh là chúng em ấy là cán bộ mà không làm ấy là người lãnh đạo người ta xử đến nơi đến chốn nhưng cái khó ở đây làm sao mà tham mưu phải đúng quy định của pháp luật Nhưng đồng thời cũng phải đúng với cái ý chỉ đạo của sếp Chúng ta phải quyết tâm quyết liệt xử lý những người đứng đầu Bây giờ ta tổng kết lại xem chúng ta đã xử lý được bao nhiêu người đứng đầu Có bao nhiêu người cho đứng sang một bên Trong có không làm được việc Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông thì băn khoăn Việc thể chế hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi chung Dù chính phủ Thủ tướng liên tục chỉ đạo theo kế hoạch Bộ Nội vụ trình chính, chính phủ trong tháng 4 nhưng đến nay chưa được ban hành. Đây là lần đầu tiên có thể là duy nhất từ trước đến nay một báo cáo lớn, báo cáo quan trọng của quốc gia đề cập vấn đề này cho thấy sự đồng cảm chia sẻ của thường trực ủy ban kinh tế và vấn đề thực thi công vụ hiện nay nhất là ở địa phương chúng ta biết khi tâm mà an thì việc làm việc gì cũng dễ khi tâm mà an thì sự cống hiến sẽ nhiều hơn và khi tâm mà an thì có người hạnh phúc hơn và tổ chung cán bộ công chức hiện nay chỉ còn hai từ là an tâm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận căn bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm trì trệ nền công vụ, bao mòn niềm tin nơi nhân dân, doanh nghiệp và chỉ ra bốn nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ có hạn chế. Thứ hai, sự nêu gương của người đứng đầu chưa phát huy nghiêm túc. Thứ ba, thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội còn bất cập. Và cuối cùng, là kỷ cương, kỷ luật đang được siết chặt, phòng chống tham nhũng tiêu cực đang được đẩy mạnh, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, khởi tố do sai phạm đã dẫn tới tâm lý cán bộ công chức sợ sai. Tuy nhiên dù bất kỳ nguyên nhân nào thì cũng cần phải thống nhất hiện trạng này là vi phạm, là sai phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, là biểu hiện của suy si thoái về tư tưởng chính trị cần nghiêm khắc phê phán, triệt tiêu. Bởi thực tế vẫn có cùng cơ chế đấy, cùng thể chế đấy Đấy, nhiều nơi vẫn rất quyết tâm và làm tốt, vẫn năng động, vẫn sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. chứ không phải chúng ta đổi hết tất cả cho cái thể chế và cơ chế này là khó khăn, là rào cản để không làm được. Từ thực trạng này, bà Phạm Thị Thanh trà đã đưa ra giải pháp đó là phải xóa bỏ nhận thức không làm thì không sai của một bộ phận cán bộ, khơi dậy lòng tự trọng của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Hơn lúc nào hết đề nghị huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ để thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất quyết tâm công phá tâm lý sợ sai sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan kiểm tra điều tra truy tố xét xử tiếp tục nghiên cứu phân loại vụ việc vi phạm sai phạm có tính chất mức độ động cơ nếu không có vụ lợi cá nhân không tham ô tham nhũng thì khoan dung khoan hồng nhân văn hơn nữa nhằm tạo cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo kỳ họp thứ năm của quốc hội đang diễn ra với sức nóng không chỉ đến từ cái nắng hè gai gắt ở thủ đô lúc này mà tất cả các vị đại biểu quốc hội ngồi đây đều có thể cảm nhận được nó trong sự trông đợi của cử tri về những việc cần làm quyết liệt hơn của hệ thống chính trị đó không chỉ là đòi hỏi đến từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là yêu cầu phải khắc phục cho được những bất cập hạn chế trong tổ chức thực thi pháp luật là tính cấp thiết phải vượt qua được căn bệnh né tránh sợ trách nhiệm thói vô cảm đang có xu hướng lan nhanh trong nền công vụ. Việc cần thiết có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi chung là việc làm cụ thể hóa kết luận số 14 của Bộ Chính trị 2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi chung. Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định và xin ý kiến của 63 địa phương, các bộ ngành và các chuyên gia, nhà khoa học. Vấn đề là các cơ quan cần nghiên cứu kỹ, sớm ban hành để cán bộ tự tin bước qua nỗi sợ nếu làm được như vậy sẽ làm cho công cuộc cải cách hành chính của chúng ta hiệu quả hơn sàng lọc ra khỏi bộ máy được những cán bộ biết mà không làm hoặc không biết nên không dám làm khi đã hóa giải được nỗi sợ sai cán bộ sẽ luôn làm việc với trạng thái tâm an dám nghĩ dám làm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà đảng quốc hội đã đề ra